Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay Lợi nói về cách xác định tập hợp con. Thì đề bài cho như sau: viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10. Số tự nhiên mà nhỏ hơn 10 thì các bạn liệt kê ra nè. Không đúng mà, đúng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhỏ hơn 10 mà. Vậy mình viết tập hợp A ra: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được chưa? Tiếp tục tập hợp B là các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Nhỏ hơn 5 thì các bạn liệt kê ra: 0, 1, 2, 3, 4, 5 được không ạ? 0, cho nó nhỏ hơn 5. Rồi dùng ký hiệu, đây là ký hiệu của chứa. Chứa liên quan đến tập hợp nha các bạn. Nhớ tập hợp. Tìm liên quan đến tập hợp. Thì các bạn nhìn nè, thứ nhất các bạn phải xác định A có nhiều phần tử hơn. Nhiều phần tử hơn B. Vậy chỉ có trường hợp B chứa trong A, chứ không có trường hợp A chứa trong B. Được chưa? Hay nói cách khác, B là con, A là mẹ hoặc là ba, tùy. Được chưa? Và các bạn kiểm tra xem coi A, B có phải là con của A hay không? Không, không có. 1, 1 có. 2, 2 có. 3, 3 có. 4, 4 có. Vậy B là con của A. Hay nói cách khác, tập hợp B là tập hợp con của tập hợp A. Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi, rồi Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.